Em muốn nguyên một vườn hoa luôn. Anh có mua cho em được không? Alo chị Oanh hả? Chị có thể giao giùm tôi một vườn hoa từ Đà Lạt xuống được không? Thôi thôi. Ủa sao vậy? Em đùa thôi. Anh mua nguyên cái vườn hoa về làm gì? Bó hoa em cũng không chịu, vườn hoa em cũng không chịu. Hay là bây giờ anh chở em đi dạo một vòng nha. Bây giờ thì có hơi nắng lắm không? Nắng? Em đừng có nói với anh là do ngày đầu tiên ta gặp nhau anh chở em đi dưới nắng rồi giờ em sợ nắng luôn nha. Mà anh nhắc thì em mới nhớ. Cứ tại sao mỗi lần mà em gặp chuyện gì buồn là anh không hỏi em là gặp chuyện gì, mà anh cứ giỡn em vui thôi vậy? Bây giờ anh hỏi em chuyện buồn em có bao giờ em kể với anh nghe đâu, đúng không? Cho nên anh phải đổi chiến thuật. Anh sẽ làm cho em vui trước, rồi khi em vui thì em sẽ kể cho anh nghe. Thôi đừng có buồn nữa. Cái mặt gì mà lúc nào cũng biết xì hoài. Đi. Bây giờ anh sẽ chở em đi câu cá. Đi. Biết rồi. Anh Tài nè. Từ đây về sau anh đừng có chở em đi làm nữa nha. Sao như vậy được? Anh đã hứa với ba vợ là sẽ chở vợ tương lai đi làm mỗi ngày rồi. Không lẽ bây giờ thất hứa? Thì chuyện đó là do ba em với anh tự nhận với nhau thôi. Hơn nữa, ở đây là công ty. Nếu như anh làm như vậy, người ta dị nghị lắm. Em khó mà làm việc. Ở trong công ty này thì ai mà dám dị nghị vợ tương lai của anh? Anh thôi đi. Đừng có gọi em là vợ tương lai nữa. Thôi, em đi vô công ty đi. Ủa, thầy? Quanh. Sao thầy ở đây? À, thầy đi làm thêm. Cô Trúc mời thầy đào tạo cho nhân viên về kiến thức truyền thông đa phương tiện. Chào thầy. Chúng ta lại có duyên gặp nhau. Xin tự giới thiệu, tôi là Khánh Toàn. Tôi cũng là giám đốc tài chính của công ty và cũng là người đã duyệt kinh phí đề xuất cho thầy về day training. Hy vọng là thầy làm tốt công việc mới của mình. Còn em nữa, thôi anh sẽ đón em đúng giờ chiều nay nha. Thôi em vô nha. Thầy khai thiệt đi. Thầy tới đây là để theo dõi em nữa đúng không? Sao thầy dám theo dõi em? Thầy nhận việc của Trúc. Thầy mà biết training như tụi em á, thầy từ chối lâu rồi. Thầy né em đúng không? Thầy xin lỗi em. Lần trước thầy làm em giận. Thầy có quà cho em nè. Em coi đi. Cái gì vậy thầy? Thầy tìm em không được. Thầy nghĩ là nếu mà vô đây làm á, thầy sẽ gặp em thường xuyên hơn. Ngôi sao biển tượng trưng cho may mắn. Thầy chúc em luôn thành công. Cảm ơn thầy. Quanh, em nộp báo cáo content vừa rồi chưa? Thực tập thì cũng phải nghiêm túc chứ, đúng không? Dạ, để em lên làm báo cáo xong rồi em gửi chị liền. Anh tới đây xong gọi trước cho em vậy? Nhờ anh không gọi trước cho em đó. Anh mới biết công việc của anh ở đây nè, là định hướng cho tụi nhỏ.
chứ đâu phải là training về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện như em nói. Xin lỗi anh nha, ngại quá. Tại vì cái lúc chú Thịnh á, chủ ý của chú là muốn anh training cho đội của Hoàng Oanh. Nhưng mà thôi, mong anh sẽ định hướng cho mấy bạn thật tốt nha. Thôi, chuyện cũng không có gì. Dạ. Dù sao cũng là công việc thôi. Để anh cố gắng cho tụi nhỏ. Dạ. Anh đi trước nha. Anh Toàn, anh Toàn, anh sao vậy hả? Sao anh tới rồi hả? Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy? Cho anh ôm em một chút đi, anh nhớ em quá. Anh sao vậy? Ở đây công ty đó. Có sao đâu, anh nhớ em quá. Em khỏe không? Coi anh kìa, phải nhớ em thiệt không? Có người yêu nào mà như anh hết trơn á. Nghĩ sao bắt người mình yêu đi quay người khác làm sao? Anh nói thiệt với em là anh cũng khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ vì tương lai của hai đứa mình, em ráng thêm chút xíu nữa nha. Vì anh, em mới làm trò điên trò khùng này đó nha. Anh biết mà. Nhưng mà cũng cần ráng thêm chút xíu nữa đi. Đến khi mà anh lấy được hết tất cả tài sản của lão già kia thì chúng ta sẽ về sống sung túc với nhau, được không? Được rồi, em sẽ làm trò điên này một lần. Nhưng mà việc mình đẩy anh Khải á về công ty của mình làm á, rồi chú Thịnh mà biết chủ ý của mình đổi á, chú ấy sẽ... Tất cả mọi thứ đã được hợp thức hóa bằng chữ ký hết rồi. Bây giờ nếu như thằng Khải mà nó không làm đúng chức năng của nó thì nó sẽ bị đuổi. Còn chú Thịnh cũng sẽ bị khiển trách. Và lúc đó thì chức tổng giám đốc sẽ thuộc về anh. Anh thật là nham hiểm nha. Hai người đang làm cái gì vậy? Oanh! Hai, thầy chở em về được không? Thật ra chưa được sự đồng ý của ba em. Thầy đưa em về có tiện không? Thầy nghĩ như vậy thiệt hả? Oanh, em làm cái gì vậy? Anh đã hứa với ba em mỗi ngày sẽ đưa em về rồi. Bây giờ em về với người lạ như thế này, rồi ba em trách anh làm sao? Ba tôi trách anh thì liên quan gì đến tôi? Với lại, chuyện lúc nãy tôi vừa mới nhìn thấy. Nếu như tôi nói với ba tôi thì anh nghĩ là ba tôi còn tin tưởng để chọn anh là con rể hả? Em dám? Sao lại không dám? Anh đừng có giả vờ với cái mặt yêu thương như vậy nữa. Tôi không nói chuyện này cho ba tôi biết là để giữ thể diện cho anh thôi. Đừng có đeo bám theo tôi nữa, nếu không thì đừng có trách tôi. Thầy, xíu nữa thầy chở em đi ăn, xong rồi mình đi xem phim luôn ha. Ừ, vậy thôi, đi. Sao em không nói sự thật cho ba em và anh Quang biết? Nói để làm gì? Để cho ba em lo lắng hơn hả? Ba em đang rất kỳ vọng vào anh Toàn sẽ lo lắng và chăm sóc cho em. Khi ba em phá sản, ba em muốn là sẽ có đại gia khác để chống lưng cho em. Chính miệng ba em nói vậy sao? Không phải, là do em nghĩ vậy thôi. Tại vì từ nhỏ em rất là dễ bị bắt cóc,
hãy sẵn ra xíu là bị người ta đe dọa. Bây giờ ba em thất thế rồi, nên là thế nào cũng sẽ có người theo dõi để trả thù ba em. Nên là ba cứ bắt anh Toàn cứ kè kè theo em như vậy đó. Nhưng dựa vào những gì mà em nói về anh Toàn á, thì thầy thấy rất là bất ổn. Chuyện đó thì để từ từ em suy nghĩ đã. Tại vì bây giờ có nói thì ba em cũng không có tin đâu. Hoặc là ba em sẽ giả vờ coi như là không nghe thấy gì cả. Ba em sẽ chấp nhận mọi điều kiện, miễn là bảo vệ cho em được an toàn. Ủa? Chú Nguyễn ơi, chú Nguyễn ơi con. Chú Nguyễn ơi. Ủa sao hôm nay tự nhiên nhà không có ai hết trơn vậy ta? Trời ơi, bao nhiêu công sức nguyên buổi sáng, ba chén nước mắm ngon rồi ngon, chưa kịp gì? Ăn luôn á. Nước mắm hả? Nước mắm với nước gì? Nước mắm pha ngon lắm luôn. Sao mà anh đổ chén mắm người tôi vậy? Anh đền cái chén nước mắm cho tôi đây. Ê, anh vừa phải thôi nha. Anh không có thăm người ta như thế nào hết trơn rồi, anh còn đòi hả đền chén mắm với anh nữa. Xin lỗi, giáp con kiến. Anh cái thứ gì vậy? Giáp con kiến té. Con kiến ở đâu? Nó ngập trong nước mắm luôn rồi kìa. Trời đất ơi. Trời, mùi gì quyến rũ. Trời, mùi này đi ra đường á, chúng sanh nó tránh xa luôn á. Anh bớt nói được không? Rồi bây giờ làm sao? Thôi rồi, vô nhà đi, lấy áo tôi mặc. Ê, anh nghĩ làm sao tôi mặc đồ anh hả? Ok, bây giờ anh có rất nhiều sự lựa chọn. A, chọn đồ tôi. B, chọn đồ ông chủ. C, chọn đồ cô chủ. D, mặc đồ thú bắt đi ra được. Rồi, thôi vô lấy tôi một cái áo coi. Đi đi, đi trước đi, dắt xe cho. Thiệt tình sáng sớm gặp cái gì đâu không. A, đồ nước mắm hoàn thành. B, trời ơi, bộ hai người đang quen nhau hả? Còn mặc đồ đôi nữa. À, tai nạn ngoài ý muốn thôi em. Thôi, em tranh thủ đi chứ không là trễ giờ. Rồi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Ủa, xe bị sao hả anh? Hồi sáng nay anh mới đổ xăng xong, bây giờ lại báo hết xăng. Biết sao nữa. Vậy thì thôi, em đi taxi vậy. Thôi, em đợi anh chút xíu đi. Anh ra anh đổ xăng cái rồi anh vô liền nha. Trời ơi, sao trùng khớp dữ vậy ta? Cô chủ, sẵn có thằng Hải. Quá gian tí, trễ giờ rồi, đi đi, đi. Ôi. Quanh. Nè. Trời ơi, sao đẹp đôi dữ thần à. Không biết sáng nay thầy ra đường bước chân trái ra trước phải không? Hay tối qua làm gì bậy bạ phải không? Sao xui dữ thần à. Anh bớt nói, không nói anh cầm đâu anh Quang. Ê, tôi nghĩ ra cách cho anh xả xui nè. Muốn xả xui không? Dễ lắm.
đi đổ xăng xong chở tôi đi bắt phố mua trà sữa uống, đi xung quanh vòng vòng mê khu vực này nè, thế nào mọi người cũng đâm đồ hai đứa mình đẹp đồ như một cặp tình nhân ấy. Anh đánh đi, tránh ra coi. Trả đi bực cái mình. Ê, giặt đồ xong nhớ trả nghe. Tất cả đều có thể deal được mà. À, con bé đó vừa thông minh, vừa có sức trẻ, vừa có tố chất. Còn thầy Khải thừa kinh nghiệm, lại kỹ tính. Với lại cái mảng PR này là chúng ta đang làm cho một nhãn hàng luôn chọn giới trẻ năng động là khách hàng tiềm năng. Dạ thưa chú, nếu chú đã kiên quyết như vậy rồi, con xin không nhận dự án này. Cái gì? Không nhận à? Dự án này là dự án sống còn của công ty. Con là trưởng phòng của công ty mà con nói như vậy à? Chú không thể chấp nhận điều đó. Còn nếu con cảm thấy con không làm được, chú sẽ điều người khác thay vào vị trí của con để đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Con xin phép chú. Oanh, tại sao em cứ tìm cách tránh mặt anh? Là do anh nghĩ như vậy thôi, chứ em có tránh mặt anh đâu. Có phải vì chuyện xảy ra với anh và Trúc, cô ta đang làm tất cả mọi thứ để khiến em hiểu lầm? Em nghe anh giải thích được không? Anh bỏ ra đi, ở đây là công ty đó. Em còn phải đi làm nữa, anh đừng có mang chuyện riêng tư vào trong đây nữa được không? Nếu như mà em không nghe anh giải thích thì anh bắt buộc phải giữ em lại. Anh đang uy hiếp em sao? Anh không uy hiếp em, nhưng anh không có bất kỳ tình ý gì với Trúc cả. Thầy, theo chú nghĩ không ai phù hợp hơn Khải và cô bé Oanh đó. Sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời của nhãn hàng Kirin. Con xin lỗi chú, nhưng đó là do chú nghĩ thôi. Chứ lại công ty của mình mời anh Khải về chỉ để training cho mảng truyền thông đa phương tiện mà chú. Khách tới nhà mà không mời nước, mất công người ta nói mình mất lịch sự. Chọ hết nước luôn. Như đây chắc đủ mình uống. Giờ chỉ có hai đứa mình ở đây. Mày nói thiệt đi, mày là người đã đổ nước mắm rồi rút bình xăng sau lưng tao đúng không? Trời, kêu tôi bằng mày tao luôn. Rồi người tao đánh giá chết luôn á nha, người có học nha. Tôi kêu mày tao lại à, đừng có trách à, đừng có khóc à. Thì cũng anh không? Ai biểu chọc giận tôi làm chi? Rồi cho ướt nước mắm. Giặt áo chưa, trả áo cho tôi. Cái áo á hả? Áo. Cái đó là cái áo hả? Chọn áo tím mộng mơ. Tôi xin lỗi nha, tôi cứ tưởng đó là cái nùi dẻ, nhưng tôi để lau xe rồi. Nè, cái đó là cái áo cặp, khó khăn lắm tôi mới kiếm được, tôi để dành cho vợ tương lai tôi đó. Anh vinh hạnh lắm mới được mặc áo đó đó. Đó, anh giao cho tôi đi. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi trả cho anh? Có gì đâu thiệt. Thứ giàu, ghét chảnh chẹ, không thèm. Thí cô hồn. Sơ tướng khó ngừa, không ngừa được. Bởi hỏi sao người ta hả? Nghiệp quật cây trước mặt. Tôi gây thuộc chút quán tới anh, mà anh ghét tôi từ xưa đến giờ hả? Không hiểu hả? Đơn giản thôi, một điều một, tôi không thích anh. Ok. Hey, mặc dù không thích cũng phải cố gắng chia sẻ điều này. Bé Oanh nhà tôi dạo gần đây đang làm dự án với thầy Khải, mà đi hôm về khuya liên tục. Trời ơi, hai người đi với nhau như hình với bóng vậy đó. Anh nghĩ coi, hai người đó lửa gần rơm lâu ngày chắc cũng chạy. Anh có chắc không?
Họ đi đêm với nhau hả? Đương nhiên. Tôi thấy mà. Ông bà nói không sai, nhất cơ ly nhị tốc độ mà. Cả hai yếu tố đó anh đều không có, thua chắc. Nè, anh vừa phải thôi nha. Thì sao? Dù gì thì anh cũng là thằng vệ sĩ quen được ông chủ xúc động để làm con nuôi thôi, anh biết không? Nè, cái nghề đó thì sao hả? Còn hơn cả người fake hàng giả tạo nhanh, nghe chưa? Tôi làm cái gì? Thì sao, muốn cái gì? Anh hai, anh đang làm cái gì vậy? Chúc bạn. Đây là khách của ba mà, phải kêu ba xuống tiếp chứ. Alo, thầy tới rồi hả thầy? Dạ, em ra liền. Em ra liền nha. Trời ơi, thầy chờ em xíu nha. Đêm nay chắc xương chắc lạnh lắm đó. Hai người nhớ ngồi sát nhau nghe không? Cho nắm nghe chưa? Wow, tình cảm lắm nghe. Hên chưa mày, mấy quanh xuất hiện đúng lúc. Không mấy quanh, xúc mình luôn. Giỡn hả? Anh điều tra được, thực ra ông Nguyễn không hề phá sản mà chỉ giả bộ thôi. Em ráng chờ anh thêm thời gian nữa nha. Em thích anh Toàn hay anh Khải? Hay nhận cả hai cho chị đi, chị dùng tốt lắm. Cho chị. Nè, em trúng kế của tụi nó rồi Trúc à. Anh đã xóa hết tất cả những dữ liệu của buổi tối hôm đó. Anh nghĩ đè lên hết, chỉ còn đúng cái đoạn cuối hành lang với em mà thầy Khải. Anh hai, em đã tìm ra được kẻ cho người ám sát anh. Đó chính là